Rồi bạn trai, bạn có những ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là đẹp trai. Còn ưu điểm là nói nhiều thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Bạn có những sở trường, sở đoản gì? Dạ, sở trường của em là hát. Hát, rồi hát bài tặng bạn kia. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hết hả? Làm vợ anh đi em, anh che chở chắc chắn lắm. Chỉ cần là thật thà thôi đúng không? Ngoại hình là mập, ốm, gầy, béo, cao, thấp gì cũng được đúng không? Dạ, ngoại hình thì cũng bình thường được rồi. Bình thường được phải không? Rồi, coi. Dễ tính quá. Trời ơi. Ăn thịt kho, dịch mỗi ngày ha. Bỏ đi chị. Dạ. Mình có không có cái mẫu người nói thiệt chứ đừng nói giống chị xấu được. Dạ, nói chung là vừa vừa người được rồi chị. Vừa người rồi ha. Dạ. Cái điểm gì mà mình không thích ở cái người phụ nữ lắm? Cắt tóc ngắn. Dạ. Em cắt tóc ngắn được mà không thích phụ nữ cắt tóc ngắn là sao? Dạ, tại phụ nữ cắt tóc ngắn thì em nghĩ nhìn nó nhìn hơi nam tính chút xíu. Không thích. Dạ. Tóc ngắn thôi. Dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ, không gì là hết rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Vậy cũng dễ quá ha, đơn giản ghê. Đơn giản mà. Ngày mai về cắt tóc nha em. Rồi để anh xem bên kia thế nào nha. Dạ, xem nào. Bạn tưởng tượng chàng trai bên kia thế nào? Em nghĩ chắc cũng giống giống em quá. Em xuống đường. Được. Dễ thương không? Dễ thương. Nào, kéo màn lên. Rồi, 2 phút thôi nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu nhau để mà mình chạm ngõ được trái tim của nhau. Dễ thương lắm nha. Cố gắng nha. 2 phút bắt đầu. Ánh mắt sáng bừng lên mà mí nó không có lên nổi. Em có quà tặng em. Đừng cứ kêu anh nha. Lộn nãy tôi kêu chị rồi qua đó kêu anh đi. Có 2 phút mà cười hoài đi. Trời đất ơi. Sao vậy? Sao vậy? Bạn thấy mình thế nào? Cũng được, bình thường. Anh không có sao, lại nhà em mấy anh trai em cũng mập y chang vậy á. Mình mở chung nhau cái tốn cơm lắm. Dạ không, người là em ăn ít. Tại vì ăn nhiều thì nó hấp thụ nhiều. Anh thấy em có vừa vừa người như anh nói không? Cũng vừa. Tuần thì anh làm việc bao nhiêu ngày? 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì anh đi tour. Là anh đi hướng dẫn viên du lịch luôn hả? Sau này có gì dẫn em đi chơi, em cũng muốn đi chơi lắm. Em muốn chơi thì anh cho em chơi đó. Vậy thường em ở nhà không à, ít đi. Nhưng mà tính em thì lại thích đi. Vậy đi nhé. Đi nhiều vậy mà mập vậy đó hả? Dạ, đi một chuyện, mập một chuyện chị. Dạ, hai chuyện không liên quan. Cảm nhận về nhau thế nào nói đi. Dạ, bạn nữ khá là xinh. Học với cái thân hình nhỏ nhắn của em. Quan niệm tình yêu thế nào? Theo em thì hai người á, nếu mà muốn bền lâu á thì thứ nhất là phải có biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Và đặc biệt là cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì nói chung anh đến chương trình này anh chỉ muốn tìm kiếm một người vợ biết quan tâm, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Đặc biệt là chung thủy thôi. Em thì sống có trách nhiệm lắm. Còn sống thì cũng biết trên biết dưới, lễ phép. Nói chung là cũng tình cảm. Nói chung an tâm về điều đó không sao. Bấm liền đi anh ơi. Khỏi suy nghĩ lên. Từ từ chút xíu. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu nào đó. Nào, 2, 3. Mình bấm nha. Không. Ủa anh kêu nói sao không được mà. Đừng có nói cái vụ bấm. Nói sao nói tình cảm nó vô coi. Có một cái em đứng trước bạn nữ em run lắm. Đâu có đứng em ngồi mà. Dạ. Nói đi. Tình cảm vô coi, nhìn thẳng vô mắt bạn kìa. 2, 3. Hứa sao cho ta yên tâm đi rồi ta bấm. Em muốn một người chồng thế nào? Dạ thì nếu mà chồng thì em chỉ biết là biết lo lắng, quan tâm đến gia đình, biết đối xử tốt với gia đình hai bên thôi. Được không? Cái đó em có dư. Có hứa với tôi chăm sóc người này không? Dạ có. Chăm sóc tới chừng nào? Tới khi nào mà anh Quyền Linh lấy vợ hai thôi. Trời đất ơi. Không, cũng được, tôi không bao giờ lấy vợ hai hết. Yên tâm. Rồi, nhớ nha. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, hứa. Nãy giờ quay nhiều lấy câu đó thôi đó. Dễ thương lắm á. Rung quá anh ơi. Gì đâu rung. Để tay nút bấm đi.
Có má ngồi ở dưới đó nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Phải vậy chứ.